Bài gì nữa nào? Bài gì tiếp theo nhờ? Búp Băng Non. Cô chú ơi, mấy con lên. Các chú là thôi thì nó là thích bài đọc. Chú con. Nó bài cá, nó bài gì nữa? Đi học về. Hai đứa con chơi. Rất khỏe mạnh. Nhiều vào nhà. Ôi ra ra mẹ. Hai ơi em. Đi ơi ơi nha. Mẹ tôi yêu. Tôi đi học về con sờ cứ nguội chứ. Mùi gì? Con bỏ cái bé. Con bỏ cái bé. Con ra bài. Con đọc bài thơ đi, thôi đi học về đi. Bài thơ đi học nào nhỉ? Ai đây? À, là tiếp. Ai đây? Ai đây? À, ai đây? Con bé là chú. Ai đây? Con bé. Ai đây? Đâu? Đấy. Đâu? Đây chứ. Bà đồ chơi. Đồ đỏ này. Đồ chơi. Ai đây này? Ai đây? Ai đây? Ừ. Đấy. Ừ. Ai đây này? Cái bạn mà có đồ đỏ này. Ừ. Đấy, cái bạn mà có đỏ này này. Đây này. Đấy. Đấy. Ai đây này? Mẹ. Hát tiếp nào, đứng đây hát tiếp để chú quay phim nào. Đang quay phim đấy. Hát đi. Thôi hát tiếp. Con tắt thì lộ là nó xem đấy. Thì thơm, như cái thơm thì thơm. Ngày con mẫu giáo mà đi học rồi. Nó thầm cái bài cái gì? Qua ông đi xuống đây nào. Mình chặn cụ đi gọi cụ ơi. Cụ nhìn mình kìa. Cụ ơi cụ đây chơi. Cụ ở đây chơi để con đi chơi. Cụ đây chơi em bé con. Bao giờ về? Bao giờ? Quần áo thiếu nhân. Quần áo thiếu nhân. Quần áo đi đi. Vãi chết nhở. Đâu Ngọc lại lắm thế mà không được thôi. Đây để mẹ lấy cho. Con bò đây. Nhị ổn. Con bò. Con bò. Để bắt Tần nó đi, cho bắt Tần nó đi về nơi nuôi. Ủa? Nặng cho con về. Nào, đây bà. Phải mặc. Ủa như nóng lắm. Phải mặc cái thế bé. Nghe nè. về dưới đi học nuôi cháu cứng 2 năm mà rất như là cái chó con. Nào đúng rồi. Rét đâu. Chèm quá cột. Chèm quá cột. Chèm quá cột. Thơm cụ chưa? Thơm cụ chưa? Cả cụ chưa? Các bạn thơm cụ đi. Thơm cụ đi để đi. Nó là bố rồi, bố đi. Nó lấy à, tự lấy à. Cái bà có con bò gì? Bữa nay mà con bò nghe nó bảo nó cứ mặc rồi mặc cả. Nó bảo con bò nó đi mặc mà nó đi. Cháu có cháu cụ cháu cụ bà đi. Con đây là tối về nhá. Cười đi, con cười xinh đẹp đi. Cười to. Cười to. Điệu cười duyên dáng đâu? Cười duyên dáng. Cười này, cười này. Cười đấy. Đâu, cười đây, đâu, cười duyên dáng đâu? Đâu đứng thật nhìn. Nào. Nhanh đi. Nhanh nào đi. Phải quay đi, quay đi. Quay giờ. Dọa bố à? Dọa bố à? Cười ngoái ngộp à? Wow, điệu này xinh lắm. Cười ngoái ngộp, quay đây nào. Quay đây nào bà đó. Nó tải đi đâu. Nó tải đi đâu. Tải lên thì xin gì mà. Áo vào. Tải lên để xin ba. Thôi mẹ, thôi mẹ. Con bảo mẹ nào nhỉ? Mẹ nào cho em cho con. Nói thì thế. Mẹ nào cho em cho mẹ cho con. Thế nào nữa? Quay đây. Con đi chơi tí về. Mai con về. Thôi mẹ. Con đi chơi thì con nhớ mẹ không? Nhớ em bé không? Nhớ nhiều không? Nhớ như thế nào? Nhớ này. Yêu bằng nhiều không? Yêu bằng nào? Ít thế. Ít thế thôi nhiều. Nhiều bằng nào? Đúng rồi, yêu bà nhiều bằng thế mà. Ra máu bao? Mà ba mẹ ấn đồ ở nhà luôn. Ngồi ở nhà luôn. Ở đâu đâu? À đâu thì mẹ tìm. Gầm chân bố. Mẹ đá đi tiếp. Nè mẹ bảo này. Thế con thích đi chơi bà ngoại không? Đi thích đi lắm không? Đi chơi với ai? Tôi bảo em ở nhà chị đi chơi. Con lấy tải làm gì? Tải rồi. Con lấy tải làm gì đấy? Tải đựng gì đấy? Con lấy tải xin mang gà vào nội á? Nóng lắm. Xin gà cho bà nội à? Nó lên nó con đội đầu rồi thôi. Đây, cứ đi. À, bé đi tìm mũ. Đi. Bài máy. Bé tự xách quần áo à? Nói lên mồm. Xe của ai đấy? Xe bác à? Thế sao lại treo xe bác? Hả? Nào đưa bác treo nào. Sao không treo xe này nhỉ? Được chưa? Nắng quá. quả. Quả. Thế thế nào sẽ ông sẽ bắc dần nào? Hả? À, ngoại chứ được con đi sau, đi bắc dần đi sau. Ai về cùng anh mà anh đi hai mũ. Đi xem trên đường thôi.